Thất Sơn chào tất cả bà con. Mình tiếp tục bên này Thất Sơn quay cánh đồng xã Vĩnh Trung thuộc huyện Tịnh Biên ha. Thì cái miếng này là miếng 504 rồi con. 504 thì vụ này thì thấy thua rồi. Đổ bông rồi thêm trái lá rồi sâu nữa. Thì đoạn cuối sâu nó cuốn nữa, trái lá sâu cuốn rồi gãy cổ bông, nói chung là 504 mà. Đất dưới đây là thua rồi đó. Còn bên đây thì 54 51 cũng thấy ok bà con ơi. Vụ này thì chỉ có 54 51 là chuẩn thôi. Còn ô em 18 cũng thua luôn. Thì đối với cái ưu điểm của thằng 54 51 của nó là dễ làm, thích hợp với các điều tiết, các cái thời tiết ha, mưa gió, càng mưa thì nó cũng càng chịu nữa không con. Và một cái đặc biệt về cái bông nó là rất là sáng ha, sáng hạt nó sáng đã lắm con ơi. Nó sáng mà nó sáng trắng luôn, cũng như là kiểu như là tinh khiết trong sạch vậy đó. Đó. Đây là cái đặc một cái ưu điểm của thằng 54 51 ha. Cái này không phải xịt thuốc xịt gì đâu, toàn yêu cầu 54 51 là nó chỗ vàng bông rất là sáng. Vô hạt mà con thấy gạo sáng trưng à ha. Thì cái đặc tính nó vậy rồi. Giờ một cái dàn bông của 5451 nữa, bông nào của ai hết trơn á. Chứ không phải do xịt thuốc ha, do cái ưu điểm của nó vậy, sáng. Thì 5451 thì nó vậy là con, nói chung là 5451 cái dàn lúa như vậy thì thấy nó ngon rồi. Nó vô cái bông mà thấy lá cũng được, nhưng mà về sau nó còn sâu ha. Về cái đoạn đỏ đuôi nó còn sâu cuốn lá lây gai. Mà con mình chịu tốn tiền cái nữa, lúa giờ cũng mắc mà. Để cho nó vô cổ để đây nó bị lép cổ. Thì đây Thất Sơn thấy là bị sâu cuốn lá về sau nhiều ha. Các cái giống cao tháng và cái giống ngắn ngày cũng vậy đó, 30 ngày cũng vậy nữa. Cái thời tiết nắng thì nó đỡ lắm. Còn mà mưa gió hoặc là sương mù thì trở về từ 9 giờ sau vẫn còn sâu ha. Mà con mình chịu khó xịt ngừa thêm cử nữa. Đây là cái dàn 5451. 5451 thì nó có cái bệnh vàng lá chín sớm nè, trái lá nè. Nhưng mà là dù sao thì nó cũng đỡ hơn ô em mà con ơi. Ô em vụ này nó bị trái lá vi khuẩn nhiều lắm. Cái đó mình tại mình kêu trái lá vi khuẩn chứ không biết phải vi khuẩn không, hay là tại thời tiết sương muối nó cháy nữa. Nhưng mà mình kêu chung là trái lá vi khuẩn á. Bị cháy đọt. Mà nó cũng dễ lép hơn thằng 5451 rồi nè. 5451 đây thấy ngon hết rồi con, thấy con bông. Bông này là chuẩn hết rồi. Này công trên 800 không? Công cắt. Ở đây thì bà con dân tộc ở đây thì làm 5451 nhiều ha. Còn đối với người đối với củ người Việt Nam mình, người dân tộc, người dân tộc thì làm 5451, còn người Việt mình thì làm OM18 như là thơm phái đó. Tại vì còn 5451 thì nó rất dễ kinh tác ha. OM mà làm không có kỹ thuật là nó cháy lá. Đây dàn bông nè. Ừ, cái miếng lúa này trúng ta. Chỗ bông bung 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 lên. Đi ngược chiều mà còn thấy cái bông vậy là đi ở dưới dòng ngược dòng xuôi chiều mà vậy, mà dòng ngược chiều lên là bông dữ lắm ha. Lúa này lấy cọc chưa? Ngon rồi, năm nay 54 51 thấy trúng hả chú? 54 51 thấy nó im hơn 504 nhiều luôn, 54 năm nay thắt chặn rồi. Cái này 54 51 không hả chú? 54 51 vàng vậy là ngon rồi, nó im. Dạ, cái này có chú có bán giống không hay là bán lúa ngang? Nếu có bán lúa giống là này có nó giống là nó đi khử thì nó hai hai ấy nè, hai vũ nè, giống nè. Dạ này lai á, lại lúa cao này chứ, xịt nhà lấy gai vậy hả chú? Dạ. Nhiêu công giống miếng này? Cái này
7 công cắt. Bạn không cắt chú xịt cỡ nhiêu bình? Xịt theo đúng là 14 bình. 14 bình, công cắt 2 bình ha. Ừ. Bây giờ lúa sập mà làm biến thì lúa đứng dễ đi chút. Nó 7 công cắt này trung bình 12 đến 14 bình thì cũng phải. Đợt này chú xịt vô gạo không hay gì chú? Đâu xịt bệnh ha? Đâu xịt bệnh ha? Có, cũng có. Có gầy gì không chú? Chú coi có gầy gì không? Có nè, bây giờ xịt gầy luôn nè. Xịt gầy luôn ha. Là mới xịt cử này cử gầy ha. Ừ. Thì cuối vụ cũng thấy gầy, 504 cũng hết cắt. Này gầy với vô gạo hai cái này ba cái thôi nha. Cái này là thằng này là lem lép sáng hạt nó cũng như là của thằng tin super của con, thành phần hoạt chất y gan tin super đó. Cái này là của hàng của Trung Quốc hay gì chứ, chữ này không biết nữa. Nó đặc trị lên lớp hạt nha con. Thì nó thành phần cũng như tiên super thôi, đặc trị lên lép đó. Lên lép dần lấy cho sớm hơn nha. Này là kali sữa không con ạ. Này chú xịt bình 100cc không chú? Trăm. Bình trăm, chai này nước á, vậy là chai được 5 bình ha. Này như 500ml nè. Này là kali sữa không con? Cái thành phần đây, thành phần của con kali sữa này thì đạm tổng số nè, đạm tổng số 15.000 ppm, mà lăng hữu hiệu là 20.000 ppm và kali hữu hiệu là 35.000. Kali lúc nào cũng cao hết, tại vì nó là kali sữa thì nó kali phải cao. Canxi, mangan, rồi kẽm, sắt, đồng. Thêm không cái này được chứ, xịt kali là nó được, hình này nó như là đạm lăng kali đầy đủ trong đây nè. Kali sữa hay lần hạt cái này xịt bệnh trăm cũng ngon rồi. Ok, chai này chú mua khoảng nhiều nhớ giá không? Quên coi trong ấy mình mua thí cho không đó tới vũ mới cho anh ta. Này của công ty nào ta, đơn vị đăng ký sản xuất công ty của Hoàng Trường Sơn, của Hoàng Trường Sơn, địa chỉ phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội nữa, Hà Nội bà con ơi. Công ty nằm Hà Nội. Chứ thì có gầy chú kèm gầy vô hắn bà con. Ừ, thì xương xương. Thế này cũng chắc có hai mấy ngàn. 20, 24. Dạ, gầy nâu. Thì thuốc trừ gầy 750 kép gầy. Khối lượng tịnh 15g. Đây là một bình 15g, bình thành 5 lít á. Này có bình phải trừ bình gói luôn á. Dạ, bình gói là đúng rồi đó. Này chú xài cửa cuối ha. Bữa nay nhiêu ngày chú? Này cũng từ 8 mấy hết á. Thế bữa nay nó cũng vô tới cổ hết rồi, một số bông rồi. Cặp bờ đây chuột một cánh nè, đây mình cái đó. Ừ, còn thấy không, vô tới cổ hết nè. Dùng lúa giai đoạn này vô tới cổ nhiều rồi, ok. Dùng... à, cũng tùy bông ha. Rồi rồi. Chạy cổ nhất. Dạ. Yeah. Đó mà không biết nó cặp năm con bốn. Vô tới, nó vô vậy là cũng tạm ổn ha con. Cái sâu nó bị sâu cuốn lá nè. Này chú xịt bát nén mà con ơi. Chú này cũng cỡ 6 mấy 5 mấy 6 mấy. Chung mà cũng già nhưng mà làm vậy thì cũng ok. Lai gai tới đâu chứ đó, mệt ngồi nghỉ. Bỏ công làm lờ mà. Trời ơi, vừa xịt vừa hút thuốc luôn mà con ơi. Quá ghê.
nông dân mà. Nông dân mình về đâu có sợ chết đâu, giờ xịt vừa hút thuốc nhiều khi ăn luôn. Rồi hết sang chia sẻ cho bà con ha.